Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, Sa Môn Huyền Giác Soạn. Hòa thượng tuyên hóa thuyết giảng tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, California, Mỹ Quốc, tháng 2 năm 1985. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyện tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phủ vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỷ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bà thiệt trần xa kiếp, đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích, thủy vô niệm thủy vô sinh, nhược thực vô sinh bất vô vô bất sinh, hoáng thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãn thành, phóng tứ đại mạc bà chóc, tịch diệt tính trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị như lai đại viên giác, quyết định thuyết biểu chân thẳng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng, mani châu nhân bất thức, như lai tảng lý thân thâu đắc, lục bang thần dụng không bất không, nhất lỏa viên quan sắc phi sắc, tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, duy chứng nãi chi nan khả chắc, kính lý khán hình kiến bất nan, thủy trung chóc nguyệt tranh niêm đắc, thường độc hành thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bản lộ, điều cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt cương nhân bất cố, cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân, vô giá chân dụng vô tận, lợi vật ứng cơ trung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tín, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn, tổng tha báng nhiệm tha phi, bà hòa thiêu thiên đồ tự bị, ngã văn cáp tự ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân san báng khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực, tông diệt thông thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đàn ngã kim độc đạt liễu, hàng xa chư Phật thể giai đồng, sư tử hống vô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sinh hân duyệt, du giang hải thiệp sơn duyên, tầm sư phòng đạo vị tham thiền, tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương quan, hành diệt thiền tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sinh kỷ hồi tử, sinh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sinh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, nhập thâm sơn chú lam nhã, sầm cương u thúy trường tùng hạ, ưu du tĩnh tọa dã tăng gia, khuếch tịch an cư thực tiêu sái, giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất động, chú tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàn đọa, chiêu đắc la sanh bất như ý, tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa,